Hello. Mommy. Tại sao mẹ Trang dí đặt vào cái điện thoại của mẹ nhưng mà không chơi chơi trò chơi với con của em Thân? Ok, bây giờ chơi. Chơi trò gì? Nè, con không biết nhưng mà mẹ tại sao phải dùng dí cái mặt của bé vào mấy cái computer của bé? Tại bé phải đi làm việc ấy, cái mommy. Con không... Cái đấy là việc của ba hả? Nhưng mà nếu mà ba Dũng làm việc đấy, ba Dũng phải mang kính. Xong rồi lúc mà ba Dũng mang kính, ba Dũng sẽ nhìn xấu. Dạ, thì phải xấu. Bà ngoại cũng già, nhưng mà bà ngoại không xấu. Ông ngoại già, ông ngoại không xấu. Ai xấu? Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Bà nội già. Xong rồi bà nội có xấu. Trời ơi, ok, quay mặt ra đây nào. Dạ vâng. Thân cho cái mặt Thân vào đây. Thân cho cái mặt Thân vào đây. Thân để cái mặt vào đây. Wait, để Thân đây, cho cái mặt đây. Từ từ, mẹ không nhìn thấy mặt mẹ. Wait. Ai ơi, đau chân, đang đứng đây. Quá đau cái tay của mẹ rồi, ok. Nào, Thân ngồi xuống, Thân để cho mặt Thân, nào. Cu để lui mặt vào. One, two, nhìn vào đây, one, two, three. Nào, nào, Thân, lại. Ok. Này, mẹ chụp cái này, mẹ chụp cái này. Ok, để lên thử lại nhá. Để thân mặt Thân đâu? Cô để cái mặt của cô vào. Wait. Let's stop big enough for the all. Wait, để mẹ. Ok. Ok. Che mặt mẹ thôi, cái tay che mặt mẹ. Mommy, can we check out all our pictures? Để xem lại nhé. Tắt đi nhá. Dạ vâng. Okay, one more. Thật làm đi. Wait. Ok, làm. Cái mặt thằng Thân đều quá. Nào, Thân đâu, Thân cho cái mặt của Thân đây. Ủa, từ không nhìn thấy mặt anh cụ, cái tay ngắn quá. Ok. Nào, Thân đâu? Cụ đâu, mặt cụ đâu rồi? Cô Thân đấy làm vậy lắm. Ok. 1 2 1 2 It's so funny. Buồn cười quá. Ok, Thân hát bài đi. Thân hát đi Thân. Thân. Nhà anh cũng hát cho. Okay, nhưng mà em Thân không được hát với. Ok, ngồi luôn vào đây. Thân không được hát. Ok. Ok. Oh, you got me. You get those people on my side or else you're fired. No, mà hát tiếng Việt đi. Hát nói gì đó tiếng Việt đi. Được không? Ok. Người ta không biết mình. Á, mà được. Người ta không biết mình. Ok. Mẹ con xin tiếng anh có được không? Được, hả đi. You don't know me, but my name's Sai.
I'm just the old here delivery guy. But it seems the trees might be worth a try. So I say, let it grow. My name's Dan and my name's Rose. Our son Wesley kinda glows. And that's not good, so we suppose we should let it grow. My name's Mary and I am 3. I would really like to see a tree. La 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 la. I say let it grow. My name's Old Granny and I have gray hair. But I remember when trees were everywhere and nobody had to pay for air. So I say let it grow. Nah. Oh, no. Let it go. My name's O'Hare. I'm one of you. I live here in Seafield too. The things you say just might be true. And it might be time to start anew and change my point of view. Nah, I said let it die. Let it die. Let it die. Let it show up and die. Who's doing it? Huh? Anyone? Nobody is. You, Peter Pan. Hey, yeah. Okay. Con tí. You, Peter Pan. Ok, con nhanh. Rồi con chết hả? Mẹ, mẹ cười cái này vào cho em đi ra. Thân làm lại nào. 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3 nhé thân nhé. 1, 2, 3 nhé. 1, 2, 3. Em chưa quên. Ok. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Ok, để yên cho cái này xong. Nè mẹ nè. Rồi ok. Yeah, one more. Thân làm đi, thân làm cái mặt thân phùng lên đi.